chọn ngành nghề gì? Đừng lo lắng, đã có người cho môn nghề hướng nghiệp thông minh, chọn nghề cực đỉnh. Bức thư số 49. Bạn thân mến, khá đúng bạn của tôi. Một người phải thật vô tâm và hời hợt nếu anh ta chỉ nhớ đến bạn của mình khi được gợi nhắc bởi một vài địa điểm thân thuộc. Nhưng chắc chắn có những nơi đặc biệt sẽ khiến ta cảm nhận rõ ràng mất mát hay thiếu vắng của mình. Dù tâm trí đã chôn vùi chúng rất sâu, không phải là mang trở lại một ký ức đã biến mất, mà như thể đã đánh thức một kỷ niệm đã ngủ quên. Giống như cách niềm thương tiếc người quá cố, dù sẽ nguôi ngoai theo thời gian, nhưng thỉnh thoảng lại trỗi dậy bởi hình ảnh vài đứa trẻ nô lệ, hay những bộ quần áo, ngôi nhà, những thứ mà người đã khuất yêu thích. Và đây, Campania, Naples và quê hương Pompeii của bạn, chúng khiến tôi ao ước bạn có ở đây đến nhường nào. Mọi thứ về bạn như ở trước mắt tôi. Tôi đang sống lại thời điểm chuẩn bị chia tay với bạn. Tôi nhìn thấy bạn chớp chớp mắt, cố kiềm chế cảm xúc của mình để ngăn nước mắt rơi, mà không thể không cảm thấy nó như thể tôi vừa mới mất bạn vậy. Vì chẳng phải ký ức luôn khiến mọi thứ như thể mới đây thôi sao? Mới đây tôi còn là một cậu bé ngồi trong nhà của triết gia Solzhenitsyn. Mới đây tôi bắt đầu tham gia vào các cuộc tranh luận. Rồi mới đây thôi, tôi dâng hẳn ý muốn tranh biện với họ. Và cũng mới đây thôi, thôi, tôi còn chẳng thể tranh biện nổi nữa. Khó có thể diễn tả nổi sự trong vánh của thời gian. Để hiểu được điều ấy, một người chỉ cần nhìn lại đời mình. Và khi ta tập trung vào cuộc sống và những công việc trước mắt, ta không nhận ra thời gian trôi đi một cách êm ả và thầm lặng đến mức nào. Bạn hỏi lý do là gì? Tất cả thời gian đã qua đều được lưu giữ một nơi, và ta có thể quan sát tất cả lại cùng một lúc. Tất cả đều trôi xuống vực thẳm ký ức. Bên cạnh đó, không thể có những khoảng cách lớn trong một thứ vốn rất nhỏ. Ý chỉ cả cuộc đời cũng ngắn tí. Cả đời ta chỉ như một thời điểm, nếu so với độ dài của thời gian, thậm chí còn nhỏ hơn một điểm. Nhưng tự nhiên đã đánh lừa ta với một show diễn cuộc đời mà ta tưởng là dài lắm, đánh dấu một phần của nó như thủa lọt lòng. Một phần khác là thời thơ ấu, rồi tuổi trẻ, rồi những năm tháng trung niên, rồi già, khá nhiều dấu mốc trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Chỉ mới đây thôi, tôi chia tay bạn, nhưng cái chỉ mới đây ấy chiếm một phần trong đời tôi. Vậy nên hãy để chúng ta nhớ về sự ngắn ngủi của cuộc đời, và sớm thôi, nó sẽ qua đi. Thời gian chưa bao giờ qua nhanh đến như thế, và giờ thì nó khiến tôi kinh ngạc, bởi tôi cảm giác thời điểm của mình đã rất gần, hay là tôi bắt đầu để tâm và tính toán đến những khoảng thời gian đã mất trong cuộc đời. Bởi vậy nên tôi càng khó chịu hơn khi, dù có cố cẩn trọng đến thế nào trong việc sử dụng thời gian vẫn là chưa đủ. Vẫn có những người dành thời gian của họ cho những thứ vô giá trị. Cicero đã từng nói gấp đôi cuộc đời vẫn chưa đủ cho ông ấy đọc những dòng thơ trữ tình. Đoạn này mình nghĩ Seneca hiểu ý của Cicero là mỉa mai hàng tá các ông nhà thơ mơ mộng, chứ mình không nghĩ là Seneca mỉa Cicero, vì ở một vài bức thư khác, Seneca dành cho Cicero một sự tôn trọng rất cao. Tôi cho mấy người thích tranh biện vào cùng một thể loại, chỉ là họ thậm chí còn điên khùng hơn mà thôi. Mấy ông thi nhân thì rõ ràng phù phiếm, hay những nhà logic học thì hay tưởng là họ đạt được thứ gì đó trong đời. Tôi không nói là một người không nên không quan tâm chút nào đến chủ đề ấy, nhưng chỉ nên để ý đến nó như kiểu là một lời hỏi thăm xã giao lúc đi qua cửa nhà, để chắc chắn rằng chúng ta không bị cuốn theo nó, hay có ý nghĩ rằng có thứ gì đó sâu sắc giá trị trong nó. Tại sao bạn phải tự làm khổ mình trước những câu hỏi như thế? Những thứ ta nên chế nhạo thay vì tìm cách giải quyết. Cắm đầu vào những thứ tỉ mẩn dành cho những kẻ không có việc gì để làm, cũng giống như khi quân nhân hành quân mà không có mục đích. Họ có thể quan tâm tới những chuyện vặt vãnh trên đường, nhưng khi mà kẻ thù đang ở rất gần và quân lệnh được thắt chặt, thì nhiệm vụ sẽ được đặt lên trên hết và bắt buộc người ta phải quên đi những trò tiêu khiển khi hòa bình thành thơi. Tôi không có thời gian để bỏ mẫm nghiên cứu về cách uốn nắn câu chữ và luyện tập trí óc mình với những chúng vì. Chú ý đến đội ngũ đóng thành, chỉnh đốn vũ khí, sẵn sàng chiến đấu. Trích thơ Virgil. Những tiếng la hét xung đột, tiếng binh khí va vào nhau chan chát đang vây lấy tôi. Tôi cần dũng cảm để có thể duy trì sự chú ý của mình. Ai cũng sẽ nghĩ tôi điên, và họ đúng. Nếu giữa trận chiến, khi ngay cả đàn bà và người già cũng lấy đá để đắp công sự hay để tự mình chống lại kẻ thù, những người trẻ dàn hàng sau cổng thành chờ đợi, thậm chí van xin mệnh lệnh để có thể lao lên giết địch. Khi những ngọn giáo của quân địch lao qua tường thành và mặt đất dưới chân chúng ta rung chuyển vì địch đào hầm phía bên dưới, tôi nên ngồi đó, lười nhác đưa ra câu đố. Thứ gì bạn không mất, bạn có. Nhưng bạn không mất sừng, vậy nên bạn có sừng. Và những câu đố điên rồ tương tự. Ngay cả giờ đây,
trong thời bình, tôi cũng sẽ thật điên khùng trong mắt bạn, bởi nếu tôi thật sự dành thời gian cho chúng, vì thực ra tôi cũng đang trong một chiến trận ngay lúc này. Nhưng nếu như ở một trận chiến thật sự, có những thứ nguy hiểm bên ngoài đe dọa đến tôi, nhưng có những bức tường thành ngăn cách giữa tôi và chúng. Ở trận chiến mà tôi đang tham dự, những nguy hiểm chết người lại đang ngay sát bên tôi. Tôi không có thời gian mà lãng phí vào những thứ vớ vẩn đó, những chuyện hệ trọng hơn đang chờ đợi tôi. Thứ gì tôi nên làm? Cái chết đang đến gần, mà cuộc sống thì đang lướt nhanh trước mắt. Dạy tôi thứ gì tôi có thể dùng để đối mặt với chúng. Đừng để tôi chạy trốn khỏi cái chết thêm nữa, và cũng đừng để cuộc sống thoát khỏi tay tôi. Hãy khích lệ tôi đối mặt với những khó khăn, cho tôi sự thanh thản để chấp nhận mọi thứ tôi không thể tránh khỏi. Giúp tôi nới rộng khoảng thời gian ít ỏi còn lại của mình bằng cách chấp nhận và không lo lắng về nó. Dạy tôi rằng những thứ tốt đẹp của cuộc sống không phụ thuộc vào độ dài của nó, mà là cách ta sử dụng nó. Và hoàn toàn có thể, thậm chí thực tế còn khá phổ biến, có những người sống rất lâu trong một cuộc đời trả ra một cuộc đời. Nói với tôi trước khi tôi ngủ, có thể bạn sẽ không thức dậy nữa. Và khi tôi thức giấc, có thể bạn sẽ không còn cơ hội nằm lên giường một lần nữa. Nói với tôi trước khi tôi đi ra ngoài, có thể bạn sẽ không trở về nữa. Và khi tôi trở về, có thể bạn sẽ không còn cơ hội đi ra ngoài nữa. Bạn đã sai khi nghĩ rằng chỉ cuộc sống trên những con thuyền ngoài khơi là cận kề cái chết. Khoảng cách là không đổi bất cứ nơi đâu bạn đến. Ở ngoài khơi cái chết hiện ra ngay trước mắt bạn, nhưng ở đâu khác thì nó cũng gần như thế mà thôi. Hãy xua đi những sắc thải ấy trong tôi, và bạn sẽ thấy dễ dàng hơn rất nhiều để dạy tôi những thứ tôi chuẩn bị để học. Tự nhiên tạo ra chúng ta với một khả năng tiếp thu những bài học cuộc sống một cách dễ dàng. Nó ban cho ta lý trí, thứ mà cho dù không hoàn hảo, có thể rèn luyện được để trở nên hoàn hảo. Hãy dạy tôi về công bằng, sự tận tâm, tính cẩn kiệm, sự vừa phải, cả hai loại vừa phải, một với người khác và một với chính bản thân mình. Đừng kéo tôi đi chệch đường, và bạn sẽ thấy tôi có thể đến cái đích mà mình mong muốn một cách dễ dàng. Vì một bài thơ buồn đã viết, ngôn ngữ của chân lý thì giản dị và thành thật, và đó là lý do tại sao chúng ta không nên làm phức tạp ngôn ngữ, vì không gì có thể kém phù hợp với một tâm trí vĩ đại bằng sự thông minh xảo quyệt đầy mánh khóe. Tạm biệt. Các bạn thấy video này như thế nào? Hãy cho bọn mình biết ở dưới phần comment nhé. Nếu các bạn thích video, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là PinkDot. See ya!